Rita xin được tuyên bố hạng mục Talent Life Master Đặng Thùy Linh. Vâng, xin được chúc mừng bạn Thùy Linh sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng Talent Life Master. Xin mời. Xin chúc mừng bạn rất là nhiều. Và ngay bây giờ đây thì xin mời Lương Thùy Linh và chị Rita Kim. Chúng ta sẽ cùng với nhau trao giải thưởng và kỷ niệm chương cho bạn Thùy Linh. Xin mời. Và Dương Vũ ơi, hình như là giải thưởng năm nay của chúng ta rất là nhiều đúng không? Dương Vũ có thể bật mí một đúng chút rồi được không? Vâng, và nếu ai mà thắc mắc về những giải thưởng của mùa giải Master 2022 by TikTok thì Dương Vũ xin được phép công bố quán quân của hạng mục Talent Life Master sẽ nhận được một chiếc cúp Master 2022 by TikTok, 1.000 USD tiền mặt tích xanh chính thức cho tài khoản TikTok, một phiếu ưu đãi quảng cáo TikTok trị giá 500 USD, một hộp quà tặng phiên bản giới hạn từ TikTok, một gói tài trợ truyền thông trị giá 600 USD, một voucher mua sắm trị giá 400 USD. Chưa dừng lại ở đó, quán quân của hạng mục Talent Life Master sẽ còn được tham gia vào một video vinh danh được sản xuất và phát hành độc quyền bởi TikTok. Xin chúc mừng. Linh Anh Linh, không biết là cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào khi mà mình là người đầu tiên được vinh danh trong hạng mục The Talent Life Master? Và điều gì đã thôi thúc mình đến với đường đua của Master 2022 bài TikTok? Xin mời bạn. Dạ, lời đầu tiên cho phép em Thùy Linh được gửi lời chào tới toàn thể các quý vị khán giả, các ban giám khảo và tất cả mọi người đang xem phát live stream ạ. Hiện tại thì em đang rất là hồi hộp và em cũng cảm thấy rất là xúc động khi là trong cái thời gian vừa qua gần một năm em chơi TikTok và em đã được rất nhiều người yêu quý em và đã đồng hành ủng hộ em để em có được ngày hôm nay. Và em xin hứa là trong thời gian sắp tới thì em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và ngày càng tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người yêu quý em ạ. Và xin được chúc mừng Thùy Linh rất là nhiều và xin được cảm ơn Hoa hậu Lương Thùy Linh và cảm ơn chị Rita Võ đã là người trao giải. Chị Rita Kim. Rita Kim, em xin lỗi ạ. Bây giờ thì chắc là chị em mình sẽ cùng chụp với nhau một tấm hình lưu niệm nhá. Xin được chúc mừng Thùy Linh. Rồi, xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng cùng phía dưới sân khấu để tiếp tục chờ đón phần công bố. Xin chúc mừng Mạnh Tiến Khôi ạ. Vâng, và xin chúc mừng Mạnh Tiến Khôi đã trở thành winner của hạng mục Life Master 2022. Ngay bây giờ xin mời Mạnh Tiến Khôi sẽ cùng tiến bước ra sân khấu để nhận phần quà từ chương trình ạ. Vâng, xin mời chị Rita Kim và Hoa hậu của chúng ta Nguyễn Thúc Thị Tiên sẽ cùng trao giải thưởng cho Mạnh Tiến Khôi. Vâng, và một lần nữa xin được chúc mừng Mạnh Tiến Khôi. Và anh Khôi ơi, không biết là ngay giờ phút này đây khi mà trở thành quán quân thì cảm xúc hiện tại của anh như thế nào và anh muốn nói lời gì không ạ? Đôi ba lời chia sẻ đi anh. Vâng ạ, xin mời mic của chương trình ạ. Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, các vị ban giám khảo và những người đang xem live stream ở trên TikTok Việt Nam của ngày hôm nay. Lời thứ hai thì tất nhiên là bây giờ em rất là run và rất là ngại, em rất là ngại đám đông. Và em xin được cảm ơn tất cả mọi người trong khoảng thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ em. Nếu mà em có sai sót gì ở trên mạng, ở trên TikTok thì em hy vọng là mọi người bỏ qua cho em. Em xin hết, em cảm ơn ạ. Vâng, và một lần nữa thì được chúc mừng cho quán quân của TikTok Live Master của chúng ta, Mạnh Tiến Khôi. Và đồng thời em xin được gửi lời cảm ơn đến chị Rita Kim cũng như là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã cùng lên công bố và trao giải hạng mục giải thưởng này. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ xin mời Mạnh Tiến Khôi rất là nhiều. Xin được cảm ơn Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và chị Rita Kim.